Chào Dương Vy, chào anh Vâng, Chu Phan, quý bà chị các bạn trong diễn đàn. Thì có bốn người ở chúng vậy hả? Ok, mình cứ chia sẻ, tại mục đích mình mà mình chia sẻ là để mình đem cái thông điệp ra cho nhiều người khác. Còn ai theo dõi thì khi cái giờ giấc người ta không thuận tiện đó, không quan trọng. Chú thì không đúng quan trọng cái chuyện đó, cái quan trọng là mình chia sẻ làm sao cho cái đề tài của mình nó đúng cái sự thật. Đó là điều rất là quan trọng Dương Vi, anh chị em các bạn trong diễn đàn. không? Thì nói về cái người của chế độ cũ ở ở ở Mỹ này, họ lạc hậu lắm Dương Vi, anh Chu Phan, anh chị em các bạn, họ rất là lạc hậu. Nói cái chữ mà hơi quá đáng, họ tụt hậu. Tôi nói thật đó anh chị các bạn, tại tôi sống bên này tôi biết có nhiều ông của chế độ cũ đó, tới giờ phút này họ đi ra ngoài đường họ còn ngơ ngác, họ ở Mỹ cả mấy chục năm. Tôi nói thật đấy, nhiều khi mấy ổng già mà khi mấy ổng không hòa nhập được cái cuộc sống ở Mỹ, mấy ổng rút 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 ở trong nhà, có nhiều ông họ hòa đồng không được, họ bỏ con cháu lại họ về Việt Nam. Tại sao lại mình đưa đưa mấy ổng về lại mình biết mà, tại vì nhiều khi lại mình đi đi về về thường đó là khi mấy ổng đi theo, mấy ổng đâu có gành đường đâu, tiếng Anh tiếng Âu khi không gành đường mấy ổng đi theo và mình chỉ dẫn họ đi về. Nhất là mấy ông mà ở ngoài Đà Nẵng nhiều lắm, rất là nhiều. Còn một số ông ở bên này á, nhiều khi mấy ông ở Mỹ mấy chục năm mà cái gì cũng không biết chứ, khi gọi lại mình là ra làm giùm cái này làm giùm cái kia, cho nỗi mà khi họ rút rút trong nhà nhà cửa, họ sợ, tại vì cái xã hội Mỹ bên ngoài nó phức tạp lắm, họ sợ, họ che màn che cửa. Mỗi lần mà tôi tới hả, cho nó chú mở cửa cho nó sáng, họ sợ, họ sống khép nép mà cái mô hình xã hội Mỹ. Anh chị em các bạn, tại nhiều khi một số mấy tay Việt kiều nó nổ, anh chị em các bạn thấy, nói tôi nói ngay cả mấy mấy người dân mà làm lao động phổ thông chống cộng trên Mỹ này, chẳng là cái ôm chứ, thằng ấy, con nào con ấy toàn là nó qua bên Mỹ được cái gì, ở Việt Nam tại nó không có được những cái thứ bơ thừa sữa cặn với lại nó ăn thôi. Nói cái đó là hơi quá đáng, mà phải nói như vậy mới đập vô mặt tụi nó được. Có nhiều con nhìn còn trẻ trẻ nó mới qua bên Mỹ được, tại vì bên Việt Nam cuộc sống của nó không có cái thứ vật chất đó mà qua Mỹ này nó làm chết mẹ nó luôn. Ngay cả trong diễn đàn của Lệ Minh nó vô hàng già này qua Mỹ bưng bô cộng sản này, nó chửi nhìn mặt đứa nào, có nhiều đứa nó còn trẻ măng rồi. Tôi nói khi nó đụng chạm nghề nghiệp, nghề nào cũng là nghề, nhưng mà tôi ghét mấy cái đám chống cộng rồi, tôi phang hết rồi, tôi phang luôn rồi. Nó nói mẹ lo đi giũa đi con làm nó tức, tại vì sao chỉ có cái nghề đó thôi, cái nghề đó nó kiếm được cái đồng tiền, cái con người Việt Nam của mình nó dở cái chỗ đó, làm thì cực lực kiếm được cái đồng tiền, mua được cái xe, mua được cái nhà, mua được cái điện thoại iPhone vậy, mừng quýnh đít lên, mua mà phải trả góp nữa chứ không phải là trả mua kiểu tại Mỹ cho nó cho ăn trước trả sau. À chàng ơi, tôi nói chị bạn, ngay cả cái đài BBC tiếng Việt của tụi chống cộng, nó cái người nó đi gọi là nó nghiên cứu đó, là cái dân Việt Nam mình ở bên Mỹ là cái dân lép vế nhất, rất là lép vế về trình độ kiến thức, về vấn đề mà so ra những cái dân tộc thiểu số khác là mình thua người ta hết. Gài ba người được thành đạt thì nó lấy cái đó nó làm bình phong, nói ô những người con cháu chế độ cũ giờ qua được làm trong quân đội làm này kia, điếm đầu ngón tay, điếm đầu ngón tay. Nó Có cứ cái ông thiếu tướng gì phục vụ trong quân đội Mỹ bọn nó tung hô, nhưng mà ông ấy thì có thể đó, thừa nhận cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đâu. nhưng mà Dương Bi anh chị các bạn nó nhớ như vậy, những người đó ăn cơm Mỹ thì phải phục vụ Mỹ thôi, nó hà Đúng khắc rồi. lắm á, chứ không phải giống như Việt Nam đâu. Ở Việt Nam khi làm cho quân đội làm cho chính phủ ra rồi còn nói tầm bậy tầm bạ về tùm lum tà la, nói không ra hồn vía gì hết. Còn bên Mỹ làm cho quân đội cỡ đó cỡ mà cấp tá rồi mà về mà nói tầm bậy tầm bạ là chết á. Không phải Việt Nam mà nó làm xong rồi không còn làm việc cho nó nữa, về là câm cái mồm. Mấy thằng mà ngay cả thủy quân lục chiến mà nó có những cái cuộc hành quân của nó mà được gọi là tối mật đó. Khi về xong rồi nó đâu có dám tung đó. Như cái vụ mà mấy cái thằng mà thủy quân lục chiến khi mà nó đột nhập cái cuộc mà đi bắt ông Saddam, ông Bin Laden đó, các bạn thấy đó, mấy thằng đó nó đi đột nhập xong về
tụi phim ảnh nhà báo lại phỏng vấn nó bị cấm đó. Các bạn biết nó cũng có nó ra cái cuốn phim dựa trên sự thật cuộc truy bắt ông Bin Laden, các bạn biết là nó tụi nó lại nó phỏng vấn mấy thằng đó, là các bạn biết nó chơi bên cơ quan mà mật vụ của quân đội, nó xuống là nó cấm liền chứ không phải giỡn. Mấy thằng đó viết sách rồi ra rồi là nó tịch thu hết chứ đâu phải giỡn đâu. Trời ơi, mấy cái đám quỷ chống cộng ở bên Mỹ này nó lên mạng nó nổ. Còn nãy nghe anh Cháu thì lúc nãy chú nói một cái chi tiết thì cháu muốn hỏi chú là tại sao nhiều Việt Nam ngày trước theo chế độ của Việt Nam Cộng Hòa thấy nước Mỹ bảo là ưu việt này nọ, sang đấy nó không được như mơ tưởng, lại ở lại khép kín, lại phải lùng rèm giết các thứ kéo và cũng không ăn nổ, và ừ, những tại vì người họ sợ họ không có hòa đồng được cái nước Mỹ, cái đời sống văn hóa nó học của cái tạp chủng quốc mà nó hỗn độn, ngoài đường ngoài xá tiếng ngôn ngữ đi được đi đâu họ chỉ biết gì, khi đi họ biết từ nhà đi đến chỗ đi làm đi về rồi đi ra chợ đi chỗ đó rồi đi về ngồi vậy thôi à. Nhiều khi họ họ đâu có hòa nhập được. Chàng ơi, có nhiều người ở mấy chục năm mà còn hòa nhập tốt nhà lẫn quẩn trong nhà. Nhiều người tôi gặp nói thôi chú già dạ, lớn tuổi rồi về Việt Nam sống đi, rồi họ cũng bỏ con cháu ở lại rồi họ đi về. Còn còn ở Mỹ này vấn đề mà thất nghiệp nó không phải ai thất nghiệp cũng được lãnh đâu. Chèn đất ơi, cái vấn đề thất nghiệp là mấy cái tụi chống cộng nó lên trên này nó nổ. Các bạn biết ở bên Mỹ tiền mà thất nghiệp đó là bạn là mình phải làm đủ cái quý như như lại mình đưa ra cái ví dụ như vậy, cũng phải cái ví dụ cái là cái bằng chứng như vậy, lại mình đi làm cho công ty thì phải đóng đủ cái số tiền mà bảo hiểm xã hội cái quý của nó, nếu mà đóng không đủ nó cũng không cho lãnh, nó cũng không nó lãnh. phải ví dụ nó quy định là anh phải đóng cái tiền quỹ bảo hiểm xã hội trong vòng 5 năm đổ lên chẳng hạn thì anh mới được lánh tiền trợ cấp thất nghiệp đúng không, Không, bên này hoặc nó không là vậy, 2 năm nó đóng theo cái quý mình làm trong bao nhiêu tháng đó là mình mới được hưởng, mà đâu phải được hưởng à. trọn cái tiền, nên chỉ đóng chỉ hưởng tượng trưng thôi, chỉ đủ để chi phí ăn uống lặt vặt thôi. Nhưng mà nếu mà nhà cửa rồi trả này trả nợ nần đồ này kia thì không đủ, cũng chật vật lắm, chứ đâu phải là lãnh tiền thất nghiệp là lãnh được nhiều đâu. Tại vì trong lúc này nước Mỹ nó bị khủng hoảng, nó khủng hoảng cho nên những cái gói cứu trợ của chính phủ nó phải tung xuống, nó càng tung thì càng chết. Các bạn hiện nay kinh tế Mỹ nó ảm đạm lắm. Mấy hôm nay là ngay cả thị trường mà bên Bitcoin nó gớt nửa ngàn tỷ, là 500 tỷ. Các bạn biết cái hổm gà là dân mà chạy theo đồng tiền ảo, coi như bữa nay là ngồi khóc ròng á, ngồi khóc lắm. Lúc mà nó đang ảo á, tụi tin tức đồ nó viết cho mấy cái tờ báo kinh tế đó, nó cũng viết theo kiểu là giật gân lắm. Bởi vì coi tin tức mình phải chú tâm vào vấn đề thị trường thật. Còn mà coi tin tức nó nói đồng tiền ảo chuẩn bị lên 100.000, trời ơi ai cũng ầm ầm, bữa nay nó rớt còn có 35.000, coi như là thôi tiêu me rồi. Còn nữa, bao nhiêu tiền chạy tiền dai bạc hỏi mấy dân Việt Nam á, bỏ vô bữa nay hả, chàng ôi thằng nào cũng đấy đó. Các bạn biết thấy không, nó chơi kiểu đó nó ác dã man, nó đưa ra những cái dân mà gọi là cùng Mỹ rồi phái phái Mỹ như vậy. Hiện nay như vậy, một số những cái gói cứu trợ nó cho ăn lên mạng có nhiều tay nó khoe, ô tao cứ lãnh tiền tháng ngàn ngàn hai rồi giờ 2.000 này kia 2.400, ô nó bà mẹ mày mày ngồi đó mày ăn đi. Bây giờ xoay lại cái chi tiết mà chú bảo là những người ở Việt Nam sang bên đấy đóng cửa kéo rèm, chú nói là một phần nhưng mà cháu cảm thấy người ta bảo sang bên Mỹ có cái cuộc sống này nọ nhưng mà thực tế là bây giờ cái cuộc sống người ta không được như mong muốn, như cái đám Facebooker với đám YouTuber live stream nó nổ sang có nhà rộng cửa rộng này kia, sợ người ta đến người ta quay phim chụp ảnh live stream rồi thấy nó nhà sụp sệ người ta cũng xấu hổ, đấy là cũng là một yếu tố nữa thì phải. Ừ, nói chung là nói thiệt ơi, cái khu người Việt của mình ở bên ngoài thì nhìn thấy như mơ, nhiều khi thấy nhà qua Cali của người ở ngoài nhìn thấy nhà cửa vậy đó, mà cái nhà nó phải
nó phải làm thêm phòng để đặng nó cho thuê, để đặng mà có người trả tiền nhà phụ, chứ làm sao mà trả nổi. Tôi nói chị Ben, cái nhà tới nỗi mà cái nhà đậu xe nó cũng nó gian lận chính phủ, tại chính phủ đâu có cho đâu mà nó gian lận. Còn cái gọi là cái patio mấy thằng sao mấy mấy thiên, cái nó dừng lại nó làm thành cái phòng, nó cho thuê rồi phụ nhau trả tiền nhà. Bởi tại sao bô, cái khu của người Việt ở đó, nó lạc hậu mà nó rất là tụt hậu, người thì đông đông ngập luôn, nó tới nỗi mà hàng chính phủ Mỹ đó, nó bó tay luôn. Tại vì cái mô hình xã hội đó là mỗi một gia đình, mỗi một cái nhà, cái chủ trương của nó đó là một cái nhà, hai vợ chồng hai đứa con, mà đằng này là hạ tầng cơ sở nó cũng cung cấp, tại vì nó làm gì nó cũng có chuẩn mực của nó. Còn cái khu người Việt của mình á, một cái nhà nó ở cái chục người, tại vì mắc quá đi. Nó gọi là share phòng nhau, chia ra rồi cho thuê phòng để đặng phụ nhau trả tiền nhà, đúng vô cái gì nó cũng đắt đỏ đó. Cali, cái vùng Cali của người Việt mình đó, họ sống ảo lắm. Nói thật mà nói với tôi, nhiều anh bạn đồ ở ở bên Mỹ này gặp nhau mà Cali qua, tôi cũng có nhiều anh chơi cũng dân làm ăn, nói thôi đi em ơi qua Cali em thấy ở bên ngoài vậy đó, em dỡ cái cốp xe lên toàn là mì gói. Cái đó là mấy ông nói châm biếm là gì, dân bên đó nó sống ảo lắm, chạy xe thì ra thì mặc xe đì lạc xịt, BMW view đồ ghê gớm lắm. Nhiều thằng lên mạng nổ dựng hai ba dựng một chiếc xe BMW này chứ mặc xe đì nè, nhìn gặp gặp tụi đó mà gặp chú nhìn cái đời xe, chú nói cái xe đó chừng 4-5 ngàn, nó rẻ mà, Nghe xe bên này nó cũ nó rẻ lắm, mà xe nghe bên này giống nó cũ quá. như thằng mùm lung mắt chó, nó khoe ba cái xe với căn nhà nó. Hôm bác cầm lên, bác cầm chả nói xe xe mua trả góp, nhà thì cái nhà nhìn lên là toàn là cái tường thạch cao. Mà mua mua cái nhà bên này về trả nợ chết mẹ luôn, về trả nợ rồi còn phải trả thuế rồi còn phải tu bổ cho tu dưỡng đồ tùm lum hết. Chàng ơi, nó nói từ trên trời dưới đất dương vi anh chị các bạn ơi, nghe mấy thằng chống cộng bên này tụi nó toàn là nổ không, mà nói theo pháp luật thì thằng nào mấy run cầm cập, nó đụng vô pháp luật thằng nào mấy. Cháu biết ở bên đấy là có hai thành phần chống cộng, một thành phần là người ta theo cái đạo Công giáo không, nó tin lành gọi là vua vua người Mông Vương Chí Sình á, ngày trước á, có một cái thằng ở miền Nam nó thành lập ra cái đám đám đó, nếu nó mà có tộc Ê-bê và người người Mông ở bên Mỹ ấy, rất đoàn kết và nó ồ lại biết là hòa cái hợp vậy được với người Trung Quốc à, cái nhóm đó dễ đó. yếu lắm mà Dương Bi ơi, cái nhóm đó dễ yếu lắm, nhóm người Hắc Mông mà nhóm đó của tinh lành cực đoan, nhóm đó của tinh lành cực, tinh lành nhóm tinh lành cực đoan, chứ nhóm đó là nhóm tôn giáo thuộc bên tinh lành cực đoan, chú biết cái nhóm đó giờ nó cũng yếu lắm rồi, bây giờ chẳng ai nghe, nó tà đạo nữa rồi. Nó thật sự mà nói cái nhóm công giáo Bắc Năm Tư nó cực đoan giáo à, nó cực đoan khủng khiếp luôn. Cái đám Bắc Năm Tư nó hận cái người cộng sản mình dữ lắm nó hận ghê hồn lắm chèn ơi, nó nung nấu trong lòng nó cái sự hận thù khủng khiếp lắm. Tại vì chú tham gia trên mấy cái diễn đàn Thao Thoát chú biết, nó đi nó căm hờn ghê hồn lắm. Cái nhóm cờ vàng mà bên công giáo cực đoan, cái nhóm đó là nó ủng hộ, nó tiếp tay cho cái tụi mà công giáo cực đoan ở trong nước đó, phần nhiều là cái nhóm đó, tụi nó mạnh lắm anh chị các bạn. Cái nhóm công giáo nó mạnh, cái nhóm công giáo cực đoan bên Mỹ này mà nhóm phải là mình phân biệt dùng miền gì, nhóm gọi là Bắc Năm Tư trời ơi, nó tiêm nhiễm làm sao, cái tầng lớp con cháu của nó cũng vậy nha. Các bạn mà đụng vô đó là nó ăn tươi nuốt sống các bạn, chứ không phải giỡn đâu. Nó không bao giờ coi Việt Nam là quốc gia của nó đâu, mà nó luôn luôn tìm cách là nó chống phá và nó nung nấu lại trong những cái thế hệ con cháu của nó đó, trong cái nhóm mà công giáo cực đoan ở bên này. Nhóm đó nó chống phá Việt Nam cũng mạnh lắm, chứ nó cũng ngang ngửa với tụi Việt Tân chứ không phải giỡn. Các bạn thấy những cái nhóm công giáo cực Nó thành lập ra cái tổ chức Phunro các thứ ấy. Về đó sau này là nó ấy, cái nhóm đấy là mạnh, cái Phunro thời là gian bên trước tinh rất là lành mạnh. không? Phunro bên tinh lành, cái nào mình nói cho nó đúng, ở đó là tụi bên tinh lành.
bên cái nhóm đấy tin lành. thì cháu thấy cái nhóm đấy nó lại hòa hợp với cái người 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 người, người Hoa ở Cái nhóm bên bên phù đó, đồ nó bên lại Hoa đúng không không? chơi với cái đám đám cờ ba que ở bên Mỹ mà nó lại chơi với là nhóm người Hoa, nó Nhóm lại phù đồ đoàn cực kết, đoan lắm, nó lại cái nhóm đó không nhóm chơi, tin không lành cho cực cái đoan đám lắm. đó chơi với nhau. Cái Đặc nhóm đó điểm của nó có mấy cái diễn đàn ở trên 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 Facebook này nè, chúng lúc trước có tham gia tụi nó, có một số anh em kéo kéo vô đó, thì tụi nó cuồng tín, nó bị cuồng tín và nó bị một số những cái tay mục sư mà của tụi đó đó, nó quá ư là cuồng tín, nó gieo những cái sự mà sai trái tà đạo ở những cái vùng mà cao nguyên Tây Nguyên tập thiểu số đó. Ừ, Tây chú Bắc, biết Đông Bắc và Tây Nguyên. đúng, chú có theo dõi cái nhóm đó đó, chèn hồi nó cực đoan ghê lắm, mà lúc trước chú cũng vào tranh luận với tụi nó để chỉ cho tụi nó cái nào cái sự mà không 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 có đúng theo cái tôn giáo và theo những cái mà nó tuyên truyền. Có thời gian chú tham gia cái diễn đàn của tụi đó, có trong đó mấy anh Bây em mà ở phía giờ nó vẫn là hoạt động mạnh nhưng mà nó không không nhằm vào những đối tượng đó, nghe lại nó nhằm vào đối tượng là các ông các bà cán bộ nghỉ hưu ở miền xuôi nhé, là người dân tộc Kinh này. À, những người là cán bộ nghỉ hưu ấy bây giờ tiếp tục nhằm vào đó thông qua cải cách đạo, cái đạo này đạo kia vẫn từ nói đó chung nó là biến tướng không. nói chung đúng rồi, nói chung tụi nó sử dụng cái tôn giáo nó núp bóng, và hiện nay cũng như hiện nay những cái trên mạng chú cũng có tìm hiểu về một số những cái nhóm mà gọi là những cái nhóm gọi là phi chính phủ, nhưng thật sự nó núp bóng những cái hình thức nó xảo trá, nó lòn lách vào Việt Nam nhiều lắm, tổ chức đó rất là đông. Nói chung là cái tụi ở hải ngoại này ít nhất là khoảng chừng 5-10 năm nữa nó chết dần dần thì đỡ, có thật sự mà nói nó chết dần dần rồi cái việc đất nước Việt Nam mình với sự lãnh đạo của đảng càng lúc càng phát triển đổi mới và dân càng lúc dân giàu nước mạnh xã hội ngày tốt đẹp hơn, thì tụi nó ê càng thôi, nó càng chống, nó càng thấy sự bất lợi của nó là nó đi ngược lại cái lợi ích dân tộc. Nó chỉ là những cái nhóm gọi là tổ những cái nhóm gọi là tinh thần dân tộc cá nhân thôi, chứ nó không phải tinh thần dân tộc, tinh thần nó tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tụi nó chỉ là chủ nghĩa cá nhân thôi, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hận thù, chứ nó chẳng có cái tinh thần dân tộc yêu nước con khí khô gì cả. Mấy cái đám mà Chủ chống nghĩa phá ở cực Mỹ, đoan, chủ nghĩa cá nhân cực đoan luôn. chủ nghĩa cá nhân cực đoan, đúng rồi. Còn nói về cái đám mà sống ở hải ngoại này trên mạng mà lên á chí á chó, toàn là cái đám khốn cách áo ôm khôn nhà dạy chợ không à, trời đất ơi, nó mà gặp chú hồi nó nổ nổ hồi chú xách dép chú phang nó chạy kìa. Nhưng mà khổ chú cháu mình đi các diễn đàn mà nó có cho chú cháu mình lên đâu. Cho đúng 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 Không. đúng nó mới cho đúng mình, nó thấy mình mà nói cái gì mà đúng một hồi là nó sợ lắm đó, nó chặn liền. Như cái tụi Thấy cái mà nick mà mình vào ấy, chỉ cần còm một phát ok phát nó chặn luôn rồi, nó không cho mình vào xem nữa là nó nó chặn ở liền, mình. như cái tụi diễn đàn chính trị hai lúc hổm chú vô vậy mình tranh luận với nó xong cái vài mới đầu thì nó khóa lại, nó phá mình chạy ra chạy vô mình làm vài lần cái sau này vô cái bắt đầu cái nó để mình ở trong đó luôn rồi, mà mình comment không được, mình phản hồi không được. tụi nó Đấy, bọn nó cái đám nó chơi. cái đám chống cộng ở hải ngoại này tụi nó lưu manh lắm, toàn là đám lưu manh. Bây giờ dạ nói với tụi nó là ớn chế độ. Ngày trước ấy, ngày trước thì nó gọi là Việt Nam không phát triển cho Việt Nam á. còn còn nói Dù về chứ cái chế độ không biết cũ, gì về cái này cái nọ. Nói chung là Việt Nam không phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, về cả công nghệ đi. Thì bọn nó lợi dụng vào vấn đề để tuyên truyền bảo ủi nước Mỹ hay là nước Pháp này nọ châu Âu nó đẹp như thế này kia mỹ miều lắm, nhưng mà ngược lại bây giờ những cái mà bọn nó biết, thậm chí người dân ở trong nước Việt Nam này còn biết nhiều hơn bọn nó, thì bọn nó đúng rồi cái kiểu lạc loài đi. dân Việt Nam trong nước nói theo cái kinh nghiệm của tôi thấy dân Việt Nam trong nước bây giờ tụi nó trí thức và học hỏi hiểu biết sâu rộng lắm chứ không phải giỡn đâu, cỡ mà tay ngang ngang mà Việt Kiều chống cộng rồi mấy tay IQ rồi mấy tay mà chắc xin bùi rồi mấy cái tay mà giống như là thằng Lý Sà Phạm rồi Tân Thái Bên Chương rồi chắc không có cửa đâu, nó thật mà nói
gặp tụi nó chưa chắc gì mà có đủ khả năng trình độ về Anh ngữ, tụi nó cũng khá giỏi, nó nói tiếng Anh rất là lưu loát và kiến thức của nó nói chuyện nó rất là phải nói là giỏi, chứ không phải bởi vì mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá tụi nó sống lạc hậu lắm anh Chu Phan ơi. Còn nói về nãy ngồi nghe thì chia sẻ chế độ cũ chẳng có con nói hơi quá đáng, chẳng có cái con mẹ gì cả, cái đám từ tướng lãnh tới nỗi mà tới cái ngày giờ chót Dương Văn Minh còn chống tham nhũng, tới giờ cuối cùng Nguyễn Khoa Nam chống tham nhũng tới tới giờ mà rồi xách súng bắn vô đầu rồi luôn. Mà tôi hỏi chứ ngay cả những tay mà tướng lãnh của chế độ cũ họ cũng cảm thấy quá nản, họ nản tới không còn gì, họ chấm dứt cuộc chiến cho rồi. Bởi vậy ông Dương Văn Minh, ông Minh ông nói là ông mới nói ông đã làm tay sai cho Pháp rồi, tay sai cho Mỹ rồi, ông không thể nào làm tay sai cho Trung Quốc nữa. Thì Trung Quốc yêu cầu ông để Trung Quốc qua giúp ông, bạn thấy nó thôi nè, tới nỗi mà trong cái cuốn sách hồi ký của ông Kissinger ông chửi chế độ cũ không còn đường gì hết, tới nỗi ông chửi người người Mỹ, ngay cả chính người Mỹ họ nói là chúng tôi đã tân trang cho các anh là những người chế độ cũ tới tận răng, từ mọi thứ những cái gì mà tốt nhất các anh không làm được, toàn là gì tham nhũng rồi những cái sĩ quan thì ăn chơi chụy là đàn điếm vợ năm ba năm mười năm ba bà, nhà cửa chung cư với ổng cất rồi. Ôi một người mà đi đến Mỹ ngày xưa là nuôi cả dòng họ, chàng ơi nó thôi, thằng Mỹ đổ ra bao nhiêu tiền cũng không đủ cái tiền mà thằng Mỹ nó đổ trong cái chế độ cũ, chứ năm 1.000 tỷ thời đời đó là bây giờ là bao nhiêu, nó lạm phát bây giờ tính ra là một cái đống tiền khủng khiếp lớn. Một 1.000 những cái tỷ đô la với thời điểm này nó gấp 3 như một thời ngàn điểm tỷ một mốc ngàn mấy tỷ năm bây trước giờ nó phải hơn 3.000 tỷ đô la. hơn nữa chứ, ở đâu bây giờ đồng tiền nó mất giá kinh khủng luôn. Bữa nay một một đô la bây giờ đâu còn có nghĩa lý gì đâu. Một đô la bên Mỹ giờ đi ra mua cái kẹo, ngày xưa đô la còn đổ được một gallon xăng, hồi đó chúng ta này có 70 74 xu một gallon xăng là 3,6 lít, mà bây giờ nhiêu 3,5 đồng, 4 đồng mấy, khủng khiếp, nó khủng khiếp. Thành ra nói về cái chế độ cũ nó chỉ là sự giả tạo thôi, nó chỉ có ở trong thành phố đô thị, bơm lên trên mấy cái diễn đàn tôi chống cộng nó ngồi nó khen hồi xưa đi xe hơi này kia, nó cũng tùy thôi. Những cái khu mà ở ở thành phố Hồ Chí Minh thì mà gọi là Sài Gòn cũ ngày xưa coi, chàng ơi nó ổ chuột mà dân nó khổ thấy mẹ luôn, nhà lá sụp xệ, xe Honda ô xe xe cút kích, xe ngựa xe bò cũng có rồi, đường xá thì là lôi trôi lọc lọc chập. Cái chế độ cũ nó có xây dựng được cái hạ tầng cơ sở gì đâu, nó chỉ làm những con đường để cho cái thằng Mỹ nó đi tác chiến thôi, nó ủi đường ra đường đất đường đá mà gọi là đá mà bự bự bằng cầm tay nha. Sau này còn lại ở quê của tôi đi chạy xe nó nhảy như xe ngựa vậy. Bây giờ đi về Việt Nam mà kiếm mấy con đường nó đi để đặng mình nhớ lại ngày xưa kiếm không ra. Có nhiều người bây giờ họ còn phải dựng lại những cái mái nhà tranh mái lá, những cái kiểu giống như hồi thời xưa đó, để đặng họ tìm về quá khứ, tìm còn dựng mà dựng nó còn tốn kém hơn cái hồi xưa nữa. Bây giờ ai mà còn giữ được những cái nhà tranh mái lá hồi ơi, người ta tới người ta coi, người ta tới người ta coi, người ta bu vô người ta cây xem cái thời xưa mà sao nó khổ như vậy. Dưới chế độ cũ các bạn biết, chàng ơi con nít trẻ em đi bán báo cả cái khu vực miền Nam là mù chữ, giải phóng rồi phải phải xóa mù chữ, các bạn nghĩ đi, phải xóa mù chữ. Ngay cả hồi đó khổ lắm anh chị các bạn ơi, toàn là mấy cái xảo trá của cái tuổi mà chống cộng, bây giờ nó ngồi đó tại vì sao gia đình nó ăn trên ngồi chóc, đi ra đi học thì có xe jeep đưa đón, chàng ơi người ăn kẻ ở người hầu người ạ. Những cái thành phần chế độ cũ mà thuộc về sĩ quan sướng chết mẹ, không phải là lúc đó tôi chưa đẻ ra nhưng mà nói thật bên này tôi chơi với nhiều ông chế độ cũ rất nhiều, mấy ông nể cho không, nhiều ông mà gọi là cho nằm bên tình báo nữa, tôi hỏi chú ngày xưa thế nào á, mấy ông ngồi mấy ông kể kể cho mình nghe, rồi cái mình hỏi mấy ông kể mới biết thôi.
chứ có cùng mọi người khi mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện với nhau đó thì mình biết ngồi nghe, tại là bên bên này mình có mình độc thân, khi mình chơi mấy ông thấy nhà mình này nó sống cho con mình nó, mấy ông cũng thương, mấy ông không có làm phiền gì, với lại đó mình không có ra mặt chống mấy ông, ngồi đó mình nghe thôi, nghe mấy ông nói chuyện. Rồi giờ từ ngày mà lên Facebook bị gọi là lộ lộ mặt á, cho nên đâu có dám gặp mấy ông đâu, gặp một vài ông thôi à, nhưng mấy ông cũng gọi nhưng mà thôi không tới, mình cũng nể người ta. Cháu ấy thấy có những ông sang Mỹ, các ông tìm hiểu thông tin về Việt Nam, các ông nhìn nhận và tiếp thu cái sự phát triển của đất nước rất là tốt. Nhưng mà ngược lại ấy, có một số thành phần là con cái của các ông ấy là lúc còn 10 tuổi, 15, 20 tuổi ấy, mà không đi tham gia lính mà được hưởng những cái thụ hưởng những cái chế độ của Việt Nam Hòa, với là bố là ngụy ngụy quyền đấy, tham ô tham nhũng và chỉ huy cái này cái kia, là bọn nó được hưởng cái tốt nhất. Thì bây giờ bọn nó sang bên đấy, bọn nó cứ ảo tưởng ăn trên ngồi chốc, nó quay ra nó chửi, nhưng mà thực tế bố đó là bố đó không dám chửi mà bọn nó lại dám chửi. Cái đấy là Tôi nói với Dương Vy, anh chị các bạn, tôi nói với anh chị các bạn chia sẻ cái này. Thực sự là những cái thành phần mà cực đoan ở bên Mỹ toàn là cái thứ khốc cách áo hơn, còn những người mà con của chế độ cũ mà thật sự đó là những cái nhóm như là HO sau này, và một số những cái nhóm mà của bên tôn nhóm tôn giáo mà công giáo cực đoan, cái nhóm mà gọi là thế hệ trên, gọi là một thế hệ, nó gọi là một hai thế hệ trước 54 và sau 54, cái thế hệ mà nó gọi là nửa phân nửa này nửa kia đó, thế hệ như cả tuổi chú đó, Dương Vy, là những cái thế hệ đó nó biết về sơ về cái thời quá khứ và nó sống trong cái thời hoàng kim của quá khứ của chế độ cũ, nó con cháu của chế độ cũ đó, thì mấy thành phần này nó chống rất là cực đoan, tại Đúng vì rồi. ngày xưa nó được sống, nó được thừa hưởng trong một cái chế độ quá ư là sung sướng, Chưa. cho nên nó chống rất là cực đoan. Còn mấy cái thế hệ cỡ đó, mấy con cháu của tụi nó mà sanh ra sau này đó, tụi nó bị Mỹ đồng quá trơn à. Còn những cái nhóm sau này là nhóm nói chung mà thật nhiều phần nhiều là của chế độ HO, của những thành phần HO, nó còn ôm những cái hận và nó cấu kết với lại cái tụi mà nhóm công giáo cực đoan đó, nó còn. Nhưng mà thế hệ trước đó, thì nó chống phá, mà bây giờ tụi nó cũng già, nhiều thằng chú lên mạng thao thoát rồi gặp, để tụi nó nhiều thằng ngày xưa cực đoan ghê lắm kìa, nó già rồi, bây giờ nó giống như nó xìu rồi, nó thấy chống mấy chục năm, chống bao nhiêu năm trời bây giờ cũng chẳng ra cái ôn gì, gặp lại tụi nó cũng chào hỏi cười chửi nhau thì cũng chửi cứ ghê gớm. Chửi đây là chửi diễn đàn chính trị đúng không, đấu nhau chính trị ở trên mấy cái diễn đàn thao thoát, lâu lâu vô Hay mà. Gặp nhau cũng chào hỏi cười kha kha kha, chửi nó hồi xưa chửi ghê gớm lắm, cũng phải chửi tại vì chửi về vấn đề mà đem cái sự mà đấu nhau về cái sự mà thối nát tận cùng của chế độ Ngụy đó, mình đấu. Bây giờ nào nấy cũng già yếu hết rồi, cũng già nua hết rồi, năm mấy sáu chục rồi bắt đầu nhiều ông ê kèn hết rồi,